Thưa quý vị, thưa các bạn, quá trình hội nhập và phát triển của Việt Nam đã minh chứng rằng một trong những yếu tố để hội nhập thành công, tranh thủ được cơ hội hợp tác liên kết mang lại, vượt qua thách thức của sự cạnh tranh gay gắt là phải xây dựng và phát triển sức cạnh tranh tổng thể của quốc gia, trong đó thương hiệu của các mặt hàng dịch vụ ở vùng miền có tiềm năng và thế mạnh. Ý thức được tầm quan trọng của thương hiệu cho sản phẩm của địa phương. Trong những năm qua, Chính phủ, Hội đồng Thương hiệu Quốc gia Việt Nam cũng như Bộ Công Thương đã nỗ lực xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm dịch vụ có thế mạnh tại từng địa phương. Nhờ vậy, nhiều loại hàng hóa đã có bước phát triển ấn tượng ở tầm quốc gia, có vị thế cao ở trong nước, tạo ra sức mạnh để quốc gia vươn ra thế giới. Chúng tôi đánh giá cao cái chương trình của Bộ Công Thương đã ban hành từ năm 2008 đến nay. Đối với chương trình này thì nó có rất là cái bổ ích và nó thiết thực đối với các doanh nghiệp, nhất là các sản phẩm của các địa phương. Ví dụ như người ta gọi là nhãn lồng thì Hưng Yên, ví dụ như là gạo Điện Biên, ví dụ như là những cái sản phẩm gắn liền với vùng miền như vậy. Thì đó là một cái cơ hội cho các cái sản phẩm vùng miền nâng cao chất lượng sản phẩm, nhất là trong cái giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế để cạnh tranh với sản phẩm trong và ngoài nước. Với mục tiêu đẩy mạnh công tác quảng bá cho chương trình thương hiệu quốc gia, khuyến khích động viên các doanh nghiệp đạt thương hiệu quốc gia và phát triển thương hiệu quốc gia cho sản phẩm địa phương, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương đã tổ chức diễn đàn Thương hiệu quốc gia với sản phẩm địa phương, cùng với đó là triển lãm ảnh, lễ diễu hành nhằm quảng bá hình ảnh quốc gia thông qua sản phẩm. Các hoạt động được tổ chức đã cung cấp thông tin sâu rộng về mục đích, ý nghĩa của chương trình thương hiệu quốc gia, mô hình xây dựng thương hiệu địa phương, vùng miền liên quan tới việc xây dựng thương hiệu quốc gia, chia sẻ của các địa phương về xây dựng thương hiệu sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ gắn với địa phương, v.v. Qua đó, tên tuổi của nhiều doanh nghiệp Việt Nam gắn với các thương hiệu vùng miền cũng được khẳng định. Thương hiệu đóng một vai trò hết sức quan trọng và trong nhiều trường hợp đóng vai trò quyết định trong sự phát triển và chiến lược của doanh nghiệp. Và nền tảng của thương hiệu không phải là quảng cáo mà nền tảng của thương hiệu là chất lượng và thông qua tổ chức sản xuất cũng như áp dụng những công nghệ khoa học tiên tiến trên thế giới. Và từ khi mà cái sản phẩm Cam Cao Phong được Cục Sở hữu trí tuệ công nhận về chỉ dẫn địa lý, cái sản phẩm đã có một cái thương hiệu nhất định, thì cái giá trị của sản phẩm nó được nâng lên. Sản phẩm đó thứ nhất là tiêu thụ dễ dàng hơn, thuận lợi hơn. Trong những năm qua, Việt Nam đã nỗ lực xây dựng thương hiệu cho đặc sản vùng miền thông qua các chương trình xúc tiến thương mại, quản lý chất lượng, chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm. Đến nay, đã có 43 chỉ dẫn địa lý của Việt Nam được bảo hộ với đa phần là các sản phẩm, các mặt hàng xuất khẩu có giá trị như gạo, cao su, chè, hạt điều, hạt tiêu, rau quả, thủy sản, hàng thủ công mỹ nghệ, v.v. Nhiều bảo hộ sản phẩm là nguyên liệu như cà phê Lâm Đồng, hoa hồi Lạng Sơn, quế Yên Bái. Bên cạnh đó là các chỉ dẫn địa lý phi thực phẩm như thuốc lào Yên Lãng, cói Nga Sơn, nón lá Huế, hoa mai vàng Yên Tử. Tuy vậy, việc xây dựng thương hiệu quốc gia vẫn còn những mục tiêu lớn phải hướng tới nhằm hoàn thiện và không ngừng nâng cao sức cạnh tranh của thương hiệu hàng hóa Việt Nam trên toàn cầu. Do đó, vấn đề xây dựng và phát triển thương hiệu vùng miền vừa là cấp thiết trước mắt, vừa là chiến lược lâu dài, đòi hỏi sự nỗ lực của các doanh nghiệp, các cấp, các ngành địa phương. Mỗi một địa phương cũng cần phải có một cái lộ trình cụ thể để xây dựng thương hiệu cho những cái sản phẩm được coi là đặc trưng nhất. Chúng ta không thể nào làm cùng một lúc cho rất nhiều các cái sản phẩm. Vì vậy hãy chọn những cái sản phẩm nào là đặc sản phẩm đặc trưng có ưu thế của địa phương để chúng ta ưu tiên chúng ta triển khai trước. Và bên cạnh đó thì một trong những vấn đề mà qua quan sát của chúng tôi thấy là gì? Mỗi một địa phương cũng nên quan tâm đến là chúng ta sử dụng những cái chuyên gia, những người có cái kinh nghiệm, những người có cái kiến thức để chúng ta có thể là tạo ra một cái lộ trình nó nhanh hơn cho cái quá trình xây dựng thương hiệu của các cái địa phương. Hiện nay đã có hơn 80 quốc gia thực hiện chương trình thương hiệu quốc gia. Do đó, việc triển khai chương trình thương hiệu quốc gia Việt Nam, Việt Nam Value là chủ trương lớn. Trong đó, việc xây dựng sâu rộng tổng thể hình ảnh quốc gia qua sản phẩm dịch vụ đặc trưng của từng địa phương ở Việt Nam sẽ góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.